Ok, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Rikaki Gaming và đây là phần bình luận ván đấu thứ 3 giải đấu đấu trường sinh tồn vòng loại khu vực Thái Nguyên vừa diễn ra ngày 21 tháng 10 năm 2018 vừa qua. Hai ván đấu đầu tiên chúng ta đã có những cái pha thi đấu hết sức gay cấn ở đảo Quân Sự và ván đấu thứ 3 này tất cả các đội sẽ cùng nhau tranh tài tại đảo Thiên Đường. Đảo Thiên Đường sau khi được làm lại với diện tích nhỏ hơn và các cái khu vực nó đã sát với nhau hơn. Bên cạnh đó thì bản đồ cũng đã bổ sung thêm tiếng Việt, những cái khu tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ có tiếng Việt như sân tập golf, đồi thông, mỏ đá, công xưởng, ngã ba biệt thự, khu trượt tuyết, lò rèn và những khu khác. Ví dụ như Brasilia chúng ta đã được đổi tên thành thị trấn. Có thể thấy là đường bay vừa rồi thì các đội tuyển đã cố gắng nhảy về phía góc dưới bên tay trái. Team số 4 và team số 7 đã có đụng độ với nhau ở khu vực trung tâm. Trong khi đó thì team số 8 họ đang hướng và sẽ chiếm lấy khu biệt thự trên hồ. Các đội nhảy xuống khu vực thị trấn bao gồm có team số 1, team số 11 và team số 5. Chắc chắn là ở đây thì họ sẽ có những cái pha giao chiến rất là mạnh. Đối với đảo Thiên Đường thì các cái khu vực nó khá là trống trải và người chơi sẽ có rất nhiều thời gian để loot đồ nếu như họ không chủ tâm vào lao vào giao tranh. Còn trong khi đó thì team số 9 họ đang di chuyển ra gần phía xưởng gỗ. Team số 4 và team số 7 vẫn đang giao chiến rất là mạnh. Chúng ta đang màn hình của team số 3. Team số 3 với những thành viên như là Dú Lép, Bụi, The Gear. Một thành viên của team số 2 chạy rất xa ra khu vực ngã ba. Có lẽ là anh ta sẽ đi tìm một chiếc xe để có thể loot được thêm đồ. Đường bay vừa rồi khiến cho các đội không có nhiều sự lựa chọn để nhảy dù. Với một cái đường bay ngang thì các đội sẽ có nhiều lựa chọn để nhảy dù hơn. Tuy nhiên là với một cái đường bay chéo từ dưới lên thì cái việc nhảy dù nó sẽ gặp rất hạn chế. Im Nepo hình như là vừa gặp một pha lác giật thì phải, anh ta di chuyển rất mông lung vào bên cạnh cái cửa sổ và đã bị bắn hạ rồi. Đây là team số 12. Team số 12 họ đang ở khu vực cánh đồng. Đây là một khu vực hết sức trống trải. Và khu vực này thì tôi nghĩ là cũng không có quá nhiều trang bị để cho các đội có thể loot đủ đồ đâu. Nên là sau khi loot ở cánh đồng thì tôi nghĩ là đội số 12 họ sẽ phải di chuyển đến một khu khác. Đội số 11, đội số 5 họ vẫn đang gườm nhau ở khu vực ngoại thành của Brasilia. Trong khi đó thì team số 3 đứng ở bên bờ sông đã bắt đầu có cái sự nổ súng sang bên kia sông. Bên kia sông đối diện đó là khu vực trung tâm. Ở đó lúc nãy thì có hai team cũng nhảy xuống và tôi nghĩ là sẽ có một cái sự giao tranh nhẹ. Team số 5 đang chiếm khu vực phía dưới của thị trấn và tôi nghĩ là họ sẽ cố gắng thủ ở đây để đợi cái vòng đầu tiên. Đối với đảo Thiên Đường thì chúng ta sẽ không kỳ vọng là sẽ có nhiều giao tranh như là đảo Quân Sự. Thứ nhất, đảo Thiên Đường là cái bản đồ mới, vì thế rất nhiều đội không thuộc được cái bản đồ này. Không khác với đảo Quân Sự. Đảo Quân Sự thì do cái đảo Quân Sự nó ra mắt từ những phiên bản đầu tiên của Free Fire cũng như là nó cập nhật thường xuyên. Nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu chơi đảo Quân Sự ấy, đảo Quân Sự nó sẽ chỉ có một cái khu vực sân bay thôi và cứ mỗi lần thì nó sẽ cập nhật thêm. Chính vì vậy nên game thủ có rất nhiều thời gian để có thể học và nhớ được những cái vị trí trên bản đồ. Còn đối với đảo Thiên Đường thì thời gian chơi thấp hơn. Đảo Thiên Đường đến tận bản OB7 mới xuất hiện. Chính vì vậy nên là rất nhiều game thủ đến thời điểm này họ vẫn rất sợ và ngại thi đấu tại đảo Thiên Đường. Đây là Đức HTTH đến từ team số 12. Họ vẫn quyết định là sẽ loot nốt ở khu vực cánh đồng. Vòng an toàn đầu tiên đã xuất hiện rồi. Và các đội, đây là lúc các đội sẽ toan tính cái việc mà di chuyển như thế nào để hợp lý ở trong những cái bước tiếp theo của ván đấu. Đức HTTH, anh ta đang có mũ 3, sử dụng nhân vật Kelly. Vừa rồi là đảo qua một số trang bị của team số 12. Team số 12 về phần trang bị thì nói chung là trang bị của họ cũng ở mức trung bình thôi. Đây là FLT đăng Venus, mũ 2, giáp 2. Họ vẫn đang nấp ở thị trấn. Họ biết là khu vực thị trấn này có những team khác. Chính vì vậy nên là họ sẽ quyết định là sẽ ẩn nấp ở trong nhà và tránh giao tranh. Vị trí này của đăng Venus thì cái góc nhìn của anh ta sẽ hướng ra cái cầu đi từ phía khu vực cái đảo bên tay trái để vào trong đảo chính. Có lẽ là nhiệm vụ đăng Venus sẽ là cảnh giới cái khu vực đường đi này. Trong khi đó Rimus
Hưởng, Ca và Doom. Họ đang cảnh giới ở phía trên của khu nhà. Team số 1 sau khi nhảy xuống khu vực thị trấn thì họ đã vòng ra cái vách và đi lên phía trên của khu vực thị trấn. Có lẽ là họ không muốn trực tiếp giao tranh. Team số 7 và team số 9 đã có cái cuộc đụng độ ở xưởng gỗ rồi. Hai đội này đều chạy về sát khu vực góc của bản đồ. Gạt giò thành công đến từ Good Boy. Đây là Goose. Anh ta vừa bị bắn gục. Tuy nhiên đồng đội đã đến hỗ trợ rất là kịp. Giáp 3 đã mất 1/4 lượng máu rồi. Chỉ còn một thành viên nữa của team số 7 là Skin Cool nấp ở trong khu vực nhà. Skin Cool đã quyết định là sẽ bỏ chạy về xuôi về phía khu vực bãi biển của đảo. Đây là STTH Red. Mũ 1, giáp 3. Có thể thấy là ở đảo Thiên Đường này thì chúng ta có rất là nhiều cơ hội để sở hữu những cái phụ kiện tốt. Team số 8 đang nấp ở trong một căn nhà. Và họ, liệu họ có biết là team số 12 đang tiến đến không? Camera đang liên tục đảo qua các thành viên của team số 6. Team số 6 đang ở khu vực cắm trại. Họ vừa di chuyển từ lò rèn xuống. Với cái đường đi này của team số 6 thì họ sẽ khó mà có thể đụng độ một team nào khác ở trên cái đường di chuyển vào trong vòng bo. Trong khi đó thì cái đội nhảy xuống khu vực trung tâm là team số 4. Họ sau khi đã đánh đuổi được team số 7 di chuyển ra khỏi khu vực trung tâm thì có lẽ bây giờ họ đã loot đủ đồ rồi. Đang chia thành đội hình 2 người để có thể đi tìm những cái thành viên khác của các đội khác. Có thể thấy là đảo Thiên Đường này không cho chúng ta quá nhiều pha giao tranh giống như là đảo quân sự. Team số 9 họ vẫn đang ở xưởng gỗ. Sau khi mà đã hạ gục với team số 7, rất đen cho team số 7, team của Skin Cool. Khi mà họ đã không có cái vị trí tốt sau khi bị đánh đuổi khỏi khu vực trung tâm thì họ di chuyển về phía khu vực... xưởng gỗ và tiếp tục đụng độ với team số 9 ở đây. Team số 9 quyết định bơi qua sông. Nếu như mà họ đi thẳng thì họ rất có thể là sẽ đụng độ với team số 6. Liệu họ đã biết có team số 6 ở đây chưa? Với cái cách mà chỉ cầm MP40 chạy ở trong tay thì tôi nghĩ là chưa. Ở khu vực biệt thự trên hồ đã có cái giao tranh diễn ra. Lựu đạn được ném ra. Giao tranh rất gắt nổ ra giữa team số 8 và team số 12. Và cả thiệt hại của cả hai bên đều là không hề nhẹ. Đội TBK, ông Địa và ông Bụt là hai người đã vừa dứt điểm những thành viên của team số 12. Tuy nhiên là team họ cũng sẽ mất đi một thành viên. Đó là team họ đã mất đi một thành viên rồi. Như vậy là team số 8 đã thành công trong việc clear toàn bộ tất cả các thành viên của team số 12. Trong khi đó Skin Cool quyết tâm trở đóng vai một người gạt giò. Anh ta đang có mũ 2, giáp 1 và đang di chuyển ở khu thị trấn, chấp nhận tanh vòng bo để loot đồ. Đây là team số 6, mũ 2, giáp 4, MP40, Ska và khẩu shotgun mini. Team số 6, từ nãy đến giờ họ chưa bị đụng độ ai. Họ đã di chuyển khỏi khu cắm trại ngay khi mà team số 9 đổ bộ. Chính vì vậy nên đồ đạc của họ cũng khá là ngon. Trong khi đó thì team số 5 vẫn tiếp tục bám trụ ở khu vực thị trấn. Có lẽ là họ không muốn di chuyển quá nhiều ở trong bán đấu này. Với những cái đội mà không thông thạo về cái khu vực bản đồ của đảo Thiên Đường này thì họ cũng rất là tránh cái việc mà phải di chuyển quá nhiều để rất có thể dễ rơi vào ổ phục kích của đối phương. Đây cũng là một cái chiến thuật mình đánh giá là thông minh, bởi vì nếu như mà đảo Thiên Đường không phải là sở trường của bạn thì tốt nhất là chúng ta hãy chơi an toàn để có thể giữ được một cái lượng điểm tốt cho những cái ván đấu sau. Trong cái ván đấu 6 ván tính điểm này thì 2 ván đầu chúng ta sẽ thi đấu ở đảo quân sự, 2 ván tiếp theo thi đấu ở đảo Thiên Đường, ván thứ 5 sẽ quay trở lại đảo quân sự và ván thứ 6 sẽ là đảo Thiên Đường. Chính vì vậy với 3 ván thi đấu ở đảo quân sự, nếu như các đội tuyển quen với cái bản đồ đảo quân sự thì họ sẽ cố gắng là kiếm rất nhiều điểm. Trong khi đó với 3 ván ở đảo Thiên Đường thì các game thủ sẽ cố gắng là chơi an toàn để đạt được cái vị trí cao nhất. Lại một pha chuyển camera rất ngáo cần đến từ cameraman. Tôi không biết là anh ta đang muốn xem team nào. Skin Cool đã kiếm được một chiếc xe rồi và anh ta đang chạy băng băng vào trong vòng. Với cái góc di chuyển này thì Skin Cool có thể là sẽ tạo ra tiếng động đủ để cho team số 11 họ phát hiện ra anh ta. Đây là Phương Nổ đang được ăn nấm.
vòng bo thứ tư sẽ kết thúc ở khu vực cánh đồng, giữa cánh đồng và biệt thự trên hồ. Đây không phải là một vị trí đẹp, tại vì cái khu biệt thự trên hồ thì có góc rất trống trải để bắn ra cái khu góc xung quanh. Và đó, nếu mà các bạn để ý thì cái khu vực trên cánh đồng thì đó là một cái dãy núi, và cái dãy núi này tương đối cao, dãy núi này tương đối cao. Và những cái đội nào mà chiếm được cái khu vực dãy núi này thì sẽ rất là dễ có lợi thế ở trong bàn đấu sau. Tôi thấy là team số 10 đã nổ súng ở khu vực biệt thự rồi. Tuy nhiên là cameraman đã không di chuyển cái góc quay của chúng ta đến vị trí đó để chúng ta theo dõi được pha giao tranh. Vẫn đang là team số 8. Team số 8 họ có lẽ đã dự đoán được cái vị trí của vòng bo. Tuy nhiên là team số 6 đang đổ bộ qua, team số 6 đang đi qua, lái xe qua cái khu vực này, và họ quyết định là sẽ không dừng lại. Nếu mà họ dừng lại check những căn nhà này thì rất dễ họ sẽ rơi vào bẫy của team số 8. Team số 8 họ đang thi đấu rất an toàn. Đây là Outbo và Good Boy. Họ đụng độ với team số 1, bắn rất cắt về WSB Hải. Cái tường băng của WSB Hải đặt nhưng mà hơi lỗi khi mà anh ta vẫn có thể bị phát hiện ra bởi ống ngắm nhiệt của đối phương. Team số 9 tiếp tục nã đạn vào team số 1. Liên tục đổi góc để có thể có những cái pha bắn tốt đến từ team số 9, Good Boy. Họ quyết định là sau khi đã gạt gió thành công hai thành viên của team số 1 thì team số 9 sẽ quyết định là chạy vào trong vòng bo, đằng sau lưng họ là team số 4. Có lẽ đây cũng là một cái lựa chọn thông minh. Họ không muốn là phải cùng một lúc đối đầu với hai người. Như vậy là team số 1 chỉ bị gạt gió mất một người thôi. Vừa rồi chúng ta thể thấy một số thành viên của các đội đã nấp ở những cái cây sát với khu vực vòng bo ở ngoài biệt thự trên hồ. Đối với Free Fire thì các cái góc nấp, các cái địa điểm vị trí đứng của các đội là cực kỳ quan trọng. Tại vì sao? Tại vì Free Fire là cái game mà bạn có rất là dễ có thể bắn knock out đối phương. Đó chính là lý do vì sao mà vị trí đứng, nếu mà khi bạn giữ được một vị trí đứng tốt thì bạn sẽ có những cái lợi thế trong các pha giao tranh. Đặc biệt là ví dụ như bạn đứng ở vị trí ở trên cao thì khi mà bạn bắn xuống thì địch sẽ dễ bị dính headshot hơn. Vòng bo đã bắt đầu thu lại, toàn bộ team số 9 đang ở ngoài vòng bo. Họ đang cố gắng tiếp cận với thành viên WSB Hải của team số 1. Có lẽ là SB Hải sẽ khó mà thoát được trong cái pha này đây. Hải đang chạy lên, nhưng mà như tôi đã nói thì khó mà có thể thoát được trong cái pha này. Team số 9, tất cả thành viên của họ đều đang có những vị trí không tốt di chuyển ngoài vòng bo. Good Boy đang cố gắng cắn máu, nhưng mà khả năng là không thể kịp cắn máu ở trong pha này rồi. Có kịp cắn máu không? Vẫn kịp cắn máu đến từ Good Boy. Ở phía trên anh ta là team số 5. Team số 5 đang họ đang đứng ở trên, đó chính là team TTN, đội mà đã đứng nhất ở trong ván đấu thứ 2. TTN hổ. Họ đang quyết định là sẽ canh cho team số 9 trên đường vào vòng. Liên tục là những pha thi đấu hết sức tập trung của tất cả game thủ. Phía trên team số 9, thì tên team số 9 thì còn có cả team số 5 nữa. Đây là Skin Cool, người cuối cùng của team số 7, vẫn đang rất tích cực di chuyển vào trong vòng bo. 123 Đức Nguyễn vừa có một pha sử dụng lựu đạn rất là tốt. Trong khi đó thì team số 5 TTN Anh Tưởng đang bị nã đạn rất là ác liệt đến từ ES Good Boy. Mặc dù là có những cái pha sấy rất là gắt, tuy nhiên là các đội vẫn đang giữ được những thành viên của mình. TTN Anh Tưởng đã bị knock out rồi. TTN Chip, anh ta quyết định quay lại để cứu TTN Tưởng không? Quyết định là sẽ bỏ. TTN tạm biệt. Đội hình của đội số 5, đội TTN bỗng nhiên họ bị xé lẻ ra rất là nhiều, đến bởi vì sự tấn công của các thành viên từ team số 9. Primus đã bị vòng đốt chết rồi. TN Boy vừa hạ gục được TTN tạm biệt. Ở trong bàn đấu này thì cái team của TN Boy bắn rất là tốt. TTN Hổ, chỉ team số 5 chỉ còn lại một mình anh ta thôi. Chip tạm biệt và Anh Tưởng đều đã bị hạ gục trên cái đường chạy vào rồi. Team số 5 lúc nãy thì họ đứng ở vị trí cao và khá tốt so với team số 9. Tuy nhiên là trên quá trình chạy vào vòng thì đội của họ đã bị xé lẻ. Doom đã bị hạ gục. Ở phía bên kia là FLT
Doom của team số Skin Cool team số 7 nhảy thẳng vào trong nhà. Tuy nhiên là rất tiếc cho TTN Hổ thì trong nhà đã toàn là các thành viên của team số 4. Có lẽ là anh ta đã hơi run ở trong cái tình huống này, bởi vì team số 4 vừa rồi họ hoàn toàn không biết đến sự có mặt của TTN Hổ. Tuy nhiên là nếu anh ta nhảy vào giữa căn nhà như vậy thì rất là khó để có thể sống sót. Team số 10 họ đang bơi qua sông để bơi vào trong đảo. Vòng thu sẽ thu vào cái biệt thự, sẽ thu vào giữa khu biệt thự. Hy vọng là vòng thu gì sẽ không thu vào một vị trí nào đó ở trên hồ, tại vì là chiến đấu ở trên hồ thì chưa bao giờ là một cái ý tưởng hay cả. Đây là Sasa anh ra 1, 2, 3 đến team số 2. Team số 2 cũng vẫn còn hai thành viên, họ đã bám trụ ở cái khu vực ven hồ từ đầu ván đấu rồi. Skin Cool vẫn rất kiên nhẫn chạy ở trong vòng. Đây là Yang Sa ở team số 6, Phương Nổ team số 6 và những thành viên ở team số 4 họ đụng độ nhau. Họ đụng độ nhau và Mr. Hiếu 166 đã bị bắn gục. Trong khi đó thì Hoàng Duy cũng đang bò sấp ở dưới đất rồi. Team số 6 hiện tại là họ chỉ còn có mỗi một thành viên là Yang Sa thôi. Đăng Venus của team số 11, anh ta cũng đang di chuyển ở trong vòng. Đội này thì đã đều bị vòng bò đốt chết rồi. Skin Cool chạy ngay trước mặt anh ta. Skin Cool chạy ngay, Skin Cool vẫn không phát hiện ra được. Đăng Venus quyết định là bắn chết Skin Cool. Nhưng mà team số 6 họ đang thi đấu rất là tốt. Team số 6 bao gồm TN Boy, Soxic và Yang Sa, họ bắn rất hay ở trong cái pha thi đấu vừa rồi. Team số 2 và team số 6 đang có một sự cạnh tranh bên hồ. Yang Sa có trong tay MP, có trong tay M79. Liệu là sẽ có một pha bắn M79 thần thánh không? Trong khi đó đoàn thanh niên đến từ đội mà đã thắng ở trong ván đấu đầu tiên thì họ đang nấp ở một cái đảo nhỏ bên hồ. Tuy nhiên thì vòng bo sẽ không thu về phía họ. Quá đen cho đoàn và em hiểu rồi. Trong tay họ có Groza và đang cầm M60. Quá đen cho team số 10 khi mà vòng bo sẽ không thu vào đảo này. Và bây giờ để mà di chuyển qua đảo thì họ buộc sẽ phải bơi qua bên sông. Yang Sa vừa kết liễu một thành viên team số 2, tìm góc sấy hẹo não 123. Hẹo não 123 fan này thì dễ là hẹo não thôi. Đúng như tôi nói, M79 đã được sử dụng. Và bây giờ chỉ còn lại team số 10 và team số 6. Nhưng quá dễ dàng cho team số 6 ở trong pha đấu này. Soxic bị sấy, anh ta chạy vào đằng sau hai cái tường băng. Quá đơn giản cho team số 6 ở trong ván này rồi. Bởi vì toàn bộ team số 10 đang bị vòng bo đốt chết. Và việc của team số 6 bây giờ rất đơn giản thôi. Họ chỉ cần ngồi chờ cho vòng bo đốt. Và team số 10 họ sẽ bị hạ gục. Quá đen cho team số 10 luôn. Tuy nhiên thì mình nghĩ là vị trí thứ 2 trong bán đấu này cũng không phải là một vị trí tồi. Đó là sự kết thúc của team số 2. Team số 2 với những thành viên em hiểu rồi hết mẹ tên. Đoàn và một thanh niên có tên rất khó đọc. Trong bán đấu này thì họ đã chiếm được vị trí tốt, đó là cái đảo ở khu biệt thự. Tuy nhiên là cái vòng bo cuối cùng thì nó đã không thu vào đó. Một cái vòng bo quá xấu, chưa bao giờ tôi thấy một cái vòng bo xấu đến như vậy. Và team số 6 bao gồm thành viên Hoàng Duy 17, TN Boy, Soxic, Yang Sa đó là những người chiến thắng ở trong ván đấu này. Nếu các bạn thấy những video của Rikaki hấp dẫn thì các bạn hãy like, subscribe và share video này của mình nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.